Khách hàng hôm nay Rossi Việt Nam xin giới thiệu cho quý khách hàng dòng sản phẩm máy bếp dán mặt phẳng Teppanyaki. Với cái dòng sản phẩm này thì có model là KRE820 và cái dòng sản phẩm này thì có tích hợp là 4 bóng đèn và 2 chiếc áp và có cái kích thước chiều cao sâu rộng là 730 x 420 x 470 và x 240. Thì dòng sản phẩm này thì có sử dụng nguồn điện là 220V và có công suất của nó lên đến 4kW. Dòng này thì được tích hợp là có sản dòng này được tích hợp là có sản sản xuất hoàn toàn là khung bằng inox và cái phần mặt bếp dán là sử dụng bằng gang. Thì để giúp cho chúng ta xào nấu dán ở trên này thì nó sẽ không bị xào nấu dán ở trên này nó sẽ không cái thực phẩm của chúng ta nó sẽ không bị sát. Và ở đây thì nó sẽ tích hợp có một cái lỗ để chúng ta dán ở trên này thì lượng mỡ thừa và tức là cái phần thực phẩm thừa chúng ta có thể cho qua cái lỗ này để cho nó dùng cái phần đựng mỡ, khay đựng mỡ.